Chào bà con, hôm nay tôi xin chia sẻ một giải pháp hữu hiệu để diệt trừ bọ trĩ và sâu cuốn lá trên cây trồng của mình. Brightin 4.0 AC 400ml. Bọ trĩ và sâu cuốn lá, ai làm vườn cũng biết, là hai loại sâu bệnh cứng đầu gây hại cây trồng. Chúng không chỉ làm giảm năng suất, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nông sản nữa. Brightin 4.0 AC là sản phẩm đặc trị bọ trĩ và sâu cuốn lá. Thành phần chính của nó là emamectin benzoate, một hoạt chất trừ sâu sinh học, vừa an toàn lại hiệu quả cao. Sử dụng Brightin 4.0 AC rất dễ dàng. Bà con chỉ cần pha 10-15ml sản phẩm với 16 lít nước rồi phun đều lên cây, nhất là những lá bị sâu hại. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để thuốc đạt hiệu quả tốt nhất. Để bảo vệ sức khỏe, khi phun thuốc, bà con nhớ đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo dài tay nhé. Phun xong, nhớ rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch. Brightin 4.0 AC không chỉ diệt sâu bệnh hiệu quả mà còn an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Sản phẩm này đã được các cơ quan chức năng kiểm định và chứng nhận an toàn. Bà con muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc mua Brightin 4.0 AC thì truy cập trang web zerplant.vn nhé. Có thắc mắc gì, bà con cứ để lại bình luận, tôi sẽ giải đáp. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con vụ mùa bội thu, không còn lo bọ trĩ, sâu cuốn lá nữa. Nhớ bấm thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video hữu ích khác. Tạm biệt và hẹn gặp lại.